Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bắt đầu chuyến công du nhanh tới các quốc gia châu Âu chủ chốt gồm Anh, Pháp, Italia và Đức để thúc giục viện trợ và thảo luận về kế hoạch chiến thắng dự kiến đưa ra tại hội nghị về hòa bình cho Ukraine lần thứ hai sắp tới. Sau cuộc gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer và tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Zelensky cho biết đã nêu rõ cách tạo ra các điều kiện phù hợp để chấm dứt xung đột một cách công bằng, song không nói chi tiết. Ngoài kế hoạch chiến thắng, ông Zelensky cũng hối thúc các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để nhắm mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã kiên quyết phản đối Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, bà Meloni nhấn mạnh Italia vẫn quyết tâm hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga. Trước khi tới Italia, ông Zelensky đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris để thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Ông Macron đảm bảo Pháp sẽ duy trì viện trợ theo các cam kết đã đưa ra, đồng thời nhấn mạnh việc đào tạo, huấn luyện cho binh sĩ Ukraine tại Pháp đã đạt được nhiều bước tiến và khẳng định đây là mô hình hợp tác độc nhất giữa Ukraine và một nước phương Tây. Tổng thống Ukraine sẽ có chặng dừng chân cuối cùng tại thủ đô Berlin của Đức trong ngày hôm nay, 11 tháng 10, trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang có kế hoạch cắt giảm một nửa viện trợ dành cho Ukraine trong năm 2025 xuống chỉ còn 4 tỷ euro. Chuyến công du nhanh tới các nước Anh, Pháp, Italia và Đức của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh quốc tế thảo luận về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tại Ramstein, Đức bị hoãn lại.